Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong vòng một tuần chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng thời quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của ECOWAS tại thủ đô Abuja của Nigeria, ECOWAS nêu rõ, trong trường hợp các yêu cầu không được đáp ứng trong thời gian một tuần, ECOWAS sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, có thể bao gồm cả vũ lực để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Trong trường hợp can thiệp quân sự, các tổng tham mưu trưởng quân đội ECOWAS sẽ nhóm họp ngay lập tức. Ngoài ra, tổ chức 15 quốc gia thành viên này cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với Niger, theo đó đóng băng mọi giao dịch tài chính và thương mại giữa các nước ECOWAS và Niger. Các phe phái chính trị khác nhau ở Palestine đã tham dự cuộc họp hòa giải tại Ai Cập nhằm chấm dứt sự chia rẽ và đạt được thống nhất giữa các phe phái. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine không ngừng leo thang. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ kỳ vọng về kết quả của cuộc họp hòa giải lần này. Cuộc gặp hôm nay giữa lãnh đạo các phe phái Palestine là bước đi đầu tiên và quan trọng để tiếp tục đối thoại, và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được các mục tiêu sớm nhất có thể. Cũng tại hội nghị, ông Abbas kêu gọi thành lập một ủy ban để tiếp tục đối thoại về những vấn đề còn khác biệt giữa các bên nhằm chấm dứt sự chia rẽ nội bộ và hướng tới thống nhất lập trường giữa các phe phái. Chính phủ Mỹ mới đây đã đề xuất nâng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu xe cơ giới vào năm 2032 lên mức 58 dặm một gallon, tương đương khoảng 24,6 km trên một lít xăng, tăng mạnh so với mức 20,8 km một lít xăng trong giai đoạn 2024-2026. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Cao tốc Quốc gia Mỹ đề xuất tăng các yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp thêm 2% mỗi năm đối với ô tô chở khách và 4% mỗi năm đối với xe tải hạng nhẹ trong giai đoạn 2027-2032, đồng thời tăng 10% các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới cho xe bán tải hạng nặng và xe tải trong giai đoạn 2030-2035. Theo đề xuất mới, vào năm 2032, chủ sở hữu phương tiện có thể tiết kiệm khoảng hơn 1.000 đô la Mỹ chi phí nhiên liệu suốt cả vòng đời của mỗi chiếc xe, nhưng giá xe trung bình sẽ tăng thêm 932 đô la. Cũng theo đó, nước Mỹ có thể cắt giảm mức tiêu thụ xăng là 88 tỷ gallon từ khi áp dụng tiêu chuẩn mới tới năm 2050. Theo chính phủ Mỹ, các quy định trên khuyến khích các nhà sản xuất xe cơ giới cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu, qua đó cũng đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bản tin sẽ tiếp tục với cụm tin vắn đáng chú ý. Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ kho pháo hoa ở huyện Sungai, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, chính quyền tỉnh ra thông báo cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ hiện đã lên tới 12 người và 121 người bị thương. Vụ nổ cũng khiến gần 300 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các công nhân khi hàn các giá sắt trong kho đã sơ suất để tàn lửa từ que hàn bắn ra gây cháy và khiến pháo hoa phát nổ. Ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thị trấn Khar, huyện Bajau, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan giáp với biên giới Afghanistan. Vụ nổ xảy ra trong cuộc họp của đảng Jamiat Ulema Islam Faz, gọi tắt là JUF, đảng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tại Pakistan. Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom liều chết có khoảng 500 thành viên và người ủng hộ đảng Jamiat Ulema Islam Faz tham dự cuộc họp. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Hy Lạp đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng kỷ lục, khiến hệ sinh thái ở nước này đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ngày càng lớn. Trong tháng 7 này, lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực ứng phó với hơn 600 đám cháy, tương đương 50-70 đám cháy mỗi ngày. Cháy rừng đã thiêu rụi 50.000 hectare đất và khiến tháng 7 trở thành giai đoạn gây thiệt hại đất đai nghiêm trọng nhất trong 13 năm qua ở Hy Lạp. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ gọi tắt là ISRO đã phóng thành công tên lửa PSLV-C56 mang theo 7 vệ tinh của Singapore từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan Sriharikota ngoài khơi vịnh Bengal. ISRO khẳng định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tên lửa PSLV-C56 đưa chính xác cả 7 vệ tinh, gồm vệ tinh chính DSSAR và 6 vệ tinh đồng hành vào quỹ đạo đã định. DSSAR là vệ tinh chính trong chùm vệ tinh được phóng lần này, có nhiệm vụ quan sát trái đất.
DSSAR là sản phẩm chung của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, đại diện cho Chính phủ Singapore và Tập đoàn Công nghệ ST Engineering ở Singapore. Được tích hợp radar khẩu độ tổng hợp, nên vệ tinh DSSAR phủ sóng cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Khi đi vào vận hành, vệ tinh này sẽ cung cấp hình ảnh vệ tinh cho nhiều cơ quan chính phủ Singapore. Để tránh nguy cơ rơi vào phá sản, nhiều trung tâm thương mại đã tự chuyển đổi công năng thành khu phức hợp, nơi khách hàng có thể vừa mua sắm, vừa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí để thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Hiện mô hình này đang rất thành công tại Trung Quốc khi lượng khách hàng trẻ tuổi không ngừng tăng lên, cho thấy tầm quan trọng của việc thay đổi để thích nghi với xu hướng mới trong ngành bán lẻ. Nằm trong trung tâm thương mại Hubin tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, khu phức hợp thương mại Hubin 88 đang là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến vui chơi và mua sắm. Bên cạnh các cửa hàng thời trang hay những quầy thực phẩm và đồ gia dụng công nghệ thường thấy, khu phức hợp này còn có những cửa hàng do it yourself, tự tay thiết kế mọi thứ, cho phép khách hàng tự tạo ra những món đồ của riêng mình như may thảm, làm đồ chơi. Những cửa hàng như thế này rất phù hợp với người trẻ như chúng tôi. Hubin là một trung tâm thương mại lâu đời, nơi đây từng có thời điểm rơi vào khủng hoảng doanh thu khi lượng khách hàng giảm mạnh trong thời gian dài, khiến nhiều quầy hàng buộc phải đóng cửa. Khi đó, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được thị trường thích hợp. Các mặt hàng tại đây nhàm chán và tương đồng như mọi trung tâm thương mại khác. Lượng khách hàng ngày càng ít, chưa nổi 5.000 lượt. Tỷ lệ đầu tư vào toàn bộ dự án chỉ vào khoảng 40% đến 50%. Tuy nhiên, sau những nỗ lực trùng tu và thay đổi theo hướng mới lạ, trẻ trung hơn, sự ra đời của khu phức hợp Hubin 88 đã kéo cả trung tâm thương mại này ra khỏi vực thẳm. Bằng cách nghiên cứu đặc điểm của người mua và thực hiện các phân tích thống kê, chúng tôi nhận thấy rằng hơn 50% người tiêu dùng đến trung tâm thương mại là những người trẻ thuộc thế hệ 9X và họ thậm chí có thể chiếm 55% tổng số người tiêu dùng trong các ngày lễ. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyên các trung tâm thương mại nên bổ sung thêm các doanh nghiệp có định hướng phát triển phù hợp hơn với người tiêu dùng trẻ tuổi. Những nỗ lực này dường như đã được đền đáp khi có hơn 60 thương hiệu lớn nhỏ đã quyết định mở cửa hàng tại Hubin 88. Trong giai đoạn chạy thử, tỷ lệ các cửa hàng lấp đầy đạt 96% và lưu lượng khách hàng tăng 365% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi chính thức khai trương vào đầu tháng 7 này, doanh số bán hàng cũng đã tăng 290,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thập kỷ qua, khi người tiêu dùng ồ ạt chuyển sang mua sắm trực tuyến, nhiều trung tâm thương mại trên thế giới với doanh số bán hàng thấp hơn và mặt tiền cửa hàng biến mất đang phải nói lời tạm biệt với thời kỳ hoàng kim của mình. Câu chuyện của Hubin 88 tại Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của việc các trung tâm thương mại nên học cách thay đổi để làm mới mình. Để tồn tại lâu dài, các trung tâm cần phải đa dạng hóa và thích ứng với việc thay đổi sở thích của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Thay đổi để phù hợp xu hướng mới chắc chắn sẽ là hướng đi để các trung tâm thương mại phát triển ổn định hơn, còn người tiêu dùng cũng có thêm nhiều sự lựa chọn, cũng như thuận tiện trong việc thỏa mãn các nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí. Có thể coi đây là lời giải cho bài toán phát triển trong tương lai của ngành bán lẻ thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Cùng với sự hấp dẫn của những trận cầu tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 đang diễn ra tại New Zealand, các điểm tham quan ở nước này cũng đang thu hút du khách, trong đó có làng Hobbiton, nơi từng được chọn làm bối cảnh trong loạt phim ăn khách Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Theo quản lý làng Hobbiton, vào thời điểm này, những năm trước, nơi đây khá thưa vắng do ít có khách du lịch tới thăm. Thế nhưng năm nay, mọi thứ đã trở nên khác hẳn nhờ sự kiện bóng đá. Thật tuyệt vời khi có những vị khách tham dự World Cup đến đây dù trong mùa du lịch thấp điểm. Rất vui khi được tiếp đón rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng thích du lịch, khám phá và tiếp tục một cuộc phiêu lưu. Tôi thích thể loại phim giả tưởng. Đó là lý do tôi yêu thích bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Giờ tôi có thể ở nơi các nhân vật sống và làm điều gì đó tương tự, thực hiện cuộc phiêu lưu của riêng mình. Điều đó thật tuyệt. Làng cổ tích Hobbiton được xây dựng để làm phim trường cho hai bộ phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn và The Hobbit của đạo diễn Peter Jackson. Khi hai bộ phim quay xong, nơi này được cải tạo thành một khu du lịch hấp dẫn, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.